con gái chủ lâu đài 70 tỷ ở Nghệ An, nhan sắc nổi bật, tự chủ tài chính không dựa dẫm bố mẹ. Mới đây, công trình lâu đài của gia đình ông Nguyễn Vĩnh Thoan và bà Phạm Thị Bình ở xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Được biết, vợ chồng ông Thoan khởi nghiệp từ nghề thu mua đồng nát, hiện ông là chủ một xưởng thu mua đồng nát, mua bán phụ tùng ô tô ở Nghệ An. Công trình hoành tráng của gia đình ông Thoan tên lâu đài Thoan Bình có diện tích sàn là 400m² trên tổng diện tích 7.200m². Ông Thoan cho biết lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Pháp, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Liên hệ với Nguyễn Thị Quỳnh Phương, con gái của ông Thoan, Phương cho biết bố mẹ cô có 4 người con, 2 trai 2 gái, Phương là con cả, 4 chị em đều chưa lập gia đình. Hiện tại, Phương đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, sống ở Hà Nội. Ái nữ nhà đại gia Nghệ An sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng cân đối, gu thời trang sành điệu và có cuộc sống khá sang chảnh. Công việc có lúc này, lúc kia nhưng thu nhập giúp cô tự chủ tài chính, lo được cho bản thân, không phải dựa dẫm bố mẹ. Phương còn có tích lũy và sở hữu bất động sản của riêng mình. Lô đài của gia đình Phương dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm sau.